Rồi, đây, sản phẩm của em nó xong rồi. Của bác Vinh Chư Mờ Nga nhé. Sắt 2 ly, số lùi. Đấy, dây số mạnh. Để máy nổ lên. Leo cái dốc này nha. Xuống cái dốc này đã. Lái một tay vừa một tay lái ghê luôn. Nó vào bụi như vậy. Xe lái rất thăng bằng nhá. Không sợ bị đá lái đâu. Đấy, lái một tay vừa một tay lái một tay quay này. Rồi cua lên.